Ready? 1, 2, 3, bắt đầu! Wow! Sẽ làm thay đổi cả cục diện của Hiệp hội Quảnh Tù Xì trên toàn thế giới luôn á! Hả? Ủa? Có cái Hiệp hội Quảnh Tù Xì nữa hả Cam Cam? Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station! Cam Cam chào các bạn luôn nhé! Các bạn ơi, hôm nay sẽ là một tập về một loại đồ chơi mới mà mới tinh luôn á! Cam Cam đúng rồi các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ review một vài dòng đồ chơi mới được cho ra mắt vào năm 2018. Tuy nhiên thì dòng đồ chơi này được lấy cảm hứng từ một cái game mà anh bảo đảm là hầu hết tất cả những bạn nào cũng đã từng chơi rồi. Đó là game Quảnh Tù Xì. Bây giờ Quảnh Tù Xì mà cũng có đồ chơi luôn ý. Chứ sao Cam Cam, đây là dòng đồ chơi có tên là Kuroba. Và cái dòng này nó sẽ nâng cái game Quảnh Tù Xì lên một cái tầm cao mới. Vừa ngầu vừa thú vị mà cũng vừa rất là dễ thương nữa. Mình bắt đầu thêm đi. Ok Cam Cam. Rồi các bạn ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ có hai pack. Một cái pack hai nhân vật và một cái pack đấu trường. Nhưng mà bây giờ để anh sẽ giới thiệu cho các bạn về cái này nó là cái gì đã. Thì mình tạm để cái pack đấu trường này qua một bên ha. Đây là một pack gồm có hai nhân vật. Cái package nó sẽ trông như thế này. Ở trên này là các bạn thấy tên của dòng này, Kuroba. As seen on YouTube. Y chang như là các bạn thấy quảng cáo trên YouTube luôn. Rock Paper Scissors with a Twist. Rock Paper Scissors tức là tiếng Anh của game Quảnh Tù Xì đó các bạn. Nghĩa là game Quảnh Tù Xì với một cái kiểu bất ngờ. À đúng rồi, cái game Quảnh Tù Xì thì ai cũng biết, nhưng mà có bao giờ các bạn thấy có cái sự liên quan giữa Quảnh Tù Xì với lại 1, 2, 3, nghĩa là 1, 2, 3 đó các bạn. Anh không có chắc lắm nha, nhưng mà cũng hợp lý đúng không? Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai nhân vật. Đó là một nhân vật hệ cây, Pega Plant, và một nhân vật hệ đêm, hay là hệ bóng đêm đó, Lula Cry. Chút nữa mình mở ra thì mình sẽ xem chi tiết luôn ha. Còn đằng sau cái pack này, ở đây thì nhà sản xuất đã giải thích sơ sơ về cái Kuroba là gì. Kuroba are magical creatures who battle to restore peace and harmony alongside the Kuroba keepers. Nghe như vậy thì các bạn có thấy giống cái gì không? Em biết rồi, giống như là thế giới Pokemon đúng không anh? Chính xác, anh nghĩ là giống như vậy đó các bạn. Thì thay vì Pokemon thì các bạn sẽ tưởng tượng là những nhân vật này là những nhân vật có tên là Kuroba. Rồi những cái người mà sở hữu đó chính là những người chơi của chúng ta đó. Thì được gọi là Kuroba Keeper. Mỗi người có thể sở hữu nhiều nhân vật Kuroba và đi mang lại hòa bình và sự đồng điệu của thế giới bằng cách là Quảnh Tù Xì. nghe nó hơi mắc cười ha. Ở bên dưới này là một cái hướng dẫn cách chúng ta chơi. Nhưng mà chút nữa anh sẽ nói cụ thể luôn. Và ở trong thế giới Kuroba thì có rất là nhiều những nhân vật khác nhau nằm trong những nhóm khác nhau. Chúng ta có nhóm Terra Kuro là những bạn ở trong hệ cây, Water Kuro hệ nước, Fire Kuro hệ lửa, Ice Kuro hệ băng, và cuối cùng là Night Kuro hệ bóng đêm. Ngoài ra thì còn có một bạn Kuroba siêu hiếm nữa các bạn. Bạn này thì không biết là hệ gì. Và đây là một dòng đồ chơi đến từ hãng Playmates Toys. Giới thiệu cho các bạn hiểu sơ là như vậy. Bây giờ chúng ta hãy cùng unbox để xem rốt cuộc dòng đồ chơi này là cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ có những cái nhân vật Kuroba. Đây cho các bạn xem rõ một nhân vật nhìn như thế này. Y chang như là một cái hộp luôn các bạn. Có cái mặt ở đây. Bạn này là màu xanh thuộc hệ cây cỏ có tên là Pega Plant. Tự nhiên chúng ta có thể mở được bạn này ra. Đó, hình cái hộp. Đây là miếng nhựa độn thôi. Ok, và cái cấu tạo của những bạn này nó sẽ trông như thế này. Chúng ta sẽ gấp ngược bạn này vào như thế này. Đó. Bây giờ thành một cái chiếc hộp vuông vức hơn nha các bạn. Cái mặt của bạn này được giấu bên trong. Và đây chính là chế độ chiến đấu, chế độ Battle. Bây giờ anh sẽ cho Pega Plant đấu với bạn này Lula Cry, một Kuroba hệ bóng đêm. Bạn này có màu tím luôn. Mình lấy cái miếng nhựa bên trong ra, gấp ngược bạn này lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho hai bạn này chạy tông vào nhau. Ai chiến thắng sẽ được biết ngay sau đây. 1, 2, 3. Wow. Ok, như vậy là Pega Plant của chúng ta đã chiến thắng. Kuroba nào mà bị bạn kia bao bọc ở bên ngoài lại sẽ là thua cuộc. Các bạn thấy không? Đây chính là cơ chế chiến đấu của cái dòng đồ chơi này. Rất là thú vị luôn. Bây giờ anh sẽ cho bạn một tím này chiến thắng ha. Các bạn xem kỹ nha. 1, 2, 3. Wow. Ủa sao hay vậy? Sao anh biết được vậy? Đó là điều tiếp theo mà anh sẽ giải thích. Đây các bạn ơi, bí mật của cái trò chơi này nó nằm ở bên trong cái gương mặt của những bạn này. Chúng ta có thể mở cái pack này ra. Mỗi bên trong những nhân vật Kuroba sẽ có một cái cần điều khiển như thế này. Và chúng ta có thể gạt qua, gạt lại để chọn kéo, bao hoặc búa. Tương tự với lại bạn màu xanh lá cây này cũng vậy luôn. Xem nào. Đây. Đó các bạn thấy không? Kéo nè ha. Ở giữa là bao.
và gạt của mình đây là búa. Và tất nhiên đây là trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người sẽ tự bí mật không cho đối phương biết là mà mình chọn cái gì. Có thể là nếu như mới chơi lần đầu thì các bạn sẽ hơi bối rối cái khúc mà chúng ta gấp những bàn này lại ha. Ví dụ như là không biết gấp phần nào trước, gấp bên này trước, bên kia trước. Ủa tại sao nó không vô? Đây thì đây là cái cách gấp chuẩn của bàn này theo trình tự. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gấp cái phần ở trên top xuống trước. Đó, để như vậy. Che cái mặt bàn này lại luôn. Rồi chúng ta gấp hai bên hông lại. Đó. Đó, các bạn thấy có những cái ngàm nó móc lại với nhau như thế này nè. Đó, nó giữ cho cái phần top khỏi bung ra. Tuy nhiên thì tay của chúng ta cũng vẫn phải giữ hai bên. Rồi sau đó gấp cái phần bên dưới lên. Cái phần ở dưới này nó sẽ được gài vào một cái mắc cài ở đây. Giữ cho cả cái khối nó khỏi phải bung ra. Rồi bây giờ thì để nói về cái nguyên lý hoạt động một cách rất là sơ sơ thôi. Này. Ui. Thì như sau ha, các bạn sẽ thấy là ở ngay cái chỗ này. Đó, ngay cái phần này đó các bạn. Là nó sẽ có một cái 500. Bây giờ anh sẽ cố tình anh giữ cho những bàn này khỏi bị bung ra. Thì các bạn sẽ thấy, đó, đó, đó. Nó sẽ hít vào như vậy nè các bạn. Ok, thì mỗi nhân vật đều có cái phần 500 ở đây. Rồi, cái chức năng của cái 500 đó là làm cho những bạn này kết nối. Và các bạn sẽ thấy ở đây có 6 cái nút, 3 cái nút lòi lên và 3 cái nút phẳng. Và trong 3 cái nút này sẽ có 2 cái nút bấm vào được. Đây, ví dụ, cái này bấm vào được nè. Ok, cái này cứng, cái này bấm vào được. Đó, vị trí của cái nút cứng này nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào chúng ta chọn chế độ bao, búa hoặc là kéo. Trong trường này thì anh chọn chế độ búa ha. Búa thì cái chính giữa nó cứng. Anh sẽ thử đổi qua bao. Đây đây. Khi mà bao thì cái nút ở giữa chúng ta bấm vào được rồi nè. Nút bên này vậy. Nút thứ nhất sẽ cứng. Đây. Đó. Và tương tự với kéo. Rồi và khi hai nhân vật va chạm với nhau, các bạn nhìn cái ngàm ngay đây ha. Đó, các bạn thấy cái này nó bị đẩy lên không? Đó, đó, đó. Cái màu tím nè. Và bên màu xanh thì không bị đẩy ra. Sẽ làm cho bạn màu xanh này giữ nguyên và bạn màu tím bung ra. Bao trọn lấy đối phương. Ok, còn nếu mà phải tìm hiểu sâu hơn về chính xác cái cách thức những bạn này hoạt động ở bên trong như thế nào thì chắc chắn là anh sẽ không làm được rồi, bởi vì sẽ phải mổ xẻ những bạn này ra, vặn ốc vít này ra nọ đó các bạn. Tháo ra thì được rồi đó, nhưng mà anh chỉ sợ là ráp lại không được thôi. Thôi cho nên là phần giải thích cách hoạt động sẽ dừng ở đây. À, và chắc chắn là các bạn cũng sẽ thắc mắc nếu trong trường hợp hòa thì sao? Cả hai bên cùng ra búa, kéo hoặc là bao. Đây, ok, anh sẽ làm thử ví dụ luôn. Anh sẽ làm cho bạn này búa đi ha. Đó, màu xanh lá cây là búa ha. Màu tím cũng là búa luôn nha các bạn. Đấy. Thì chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. 1, 2, 3. Đó, đơn giản là chẳng bên nào bung ra cả các bạn, bởi vì hòa. Ok. Và còn một lưu ý cuối cùng nữa, các bạn để ý ở trên thân bạn này sẽ có rất là nhiều những cái ký hiệu. Những cái ký hiệu về nguyên tố này là ví dụ như là băng nè ha, lửa nè, mộc, rồi bóng đêm ở đây. Và có một cái ký hiệu đặc biệt đó là chữ K, tượng trưng cho Kuroba. Thì khi mà chúng ta battle thì chúng ta phải để cho cái chữ K này nó hướng lên trên. Đó là đúng. Bởi vì nếu không thì nó sẽ bị lệch, nó không có hít 500 vào được các bạn. Hai chữ K cùng hướng lên trên. Ta da, ý, cái này đang hòa rồi. Để anh thử chỉnh lại một cái ký hiệu khác. Bao đi. Bao ăn búa thì chắc chắn bạn màu tím này sẽ bung ra. Đấy. Ngoài ra thì trong cái pack này nó cũng đi kèm với những cái skin các bạn ơi. Chúng ta có thể customize, đó là trang trí cho những cái bạn Kuroba này. Nhưng mà này sẽ có 6 mặt mà chúng ta có thể tháo ra và trang trí được. Mặt trước, sau, là các bạn thấy cái đuôi không? Trên, dưới và hai bên tay. Tháo ra cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy. Và như các bạn cũng có thấy là chúng ta cũng có thể tháo cái mặt bàn này ra luôn. Ok, chúng ta có một Kuroba chống lơ chống lóc. Thì ví dụ như anh có thể gắn cho bạn này một cái chân màu xanh, một cái tay đặc biệt bên hông, có những cái sọc xanh nè. Rồi bên đây cái tay màu tím luôn. Phần đuôi thì chắc là phải lại xài lại cái màu xanh rồi, bởi vì chúng ta không có những cái phạt dư. Phần lưng. À ha, và anh nghĩ là mình có thể đổi mặt cho những bạn này luôn cũng được nữa. Hello. Đó, như vậy là chúng ta đã có hai bạn Kuroba lai giữa xanh lá cây và tím, giống như là sinh tố Kuroba vậy đó các bạn. Và món tặng kèm thêm cuối cùng của những cái pack này đó là hai viên Creature Gems, những viên ngọc và nhân vật các bạn. Đây là phiên bản 2D của hai nhân vật này. Nói viên ngọc thôi chứ thực ra nó là hai cái nút nhựa đó các bạn, trong suốt. Ok, có thể là các bạn cũng đã nhận ra được một cái điều cơ bản của cái trò này. Trước khi mà có thể phân biệt được thắng thua thì chúng ta phải luyện tập làm sao mà cho hai bạn này phải đụng trúng nhau nha các bạn. Ví dụ như vậy là thua nè. Mẻo, chết quớt luôn. Anh ở đầu sông em cuối sông là thua luôn đó. Rồi chúng ta cũng phải cần có một cái mặt phẳng như thế này. Ví dụ như là trên bàn hoặc là dưới đất, trên cát, trên sỏi hay là trên một cái bề mặt nó gồ ghề là thua nha các bạn ha. Ui. Và để giải quyết tất cả những cái vấn đề đó, hãng Playmax cũng đã tung ra một cái bộ playset, một cái đấu trường Kuroba các bạn ơi, để làm cho mọi thứ đẹp hơn, cool hơn, ngầu hơn. Ta-da! Rồi to luôn, không thấy gì luôn.
Xin giới thiệu với các bạn bộ đấu trường Kuroba Clash Arena. Bạn chuẩn bị ra cái gì vậy? Ê, mình ra cái kéo đó nha. Ok, vậy thì mình ra cái búa. Bạn tin người ghê. Papa nhìn rất là hoành tráng luôn, cho các bạn xem xung quanh cái hộp này. Mở ra luôn. Đầu tiên chúng ta có một bộ sticker. Sticker, chút nữa để chúng ta trang trí xung quanh cái đấu trường này. Đây là tờ hướng dẫn, có 3 bộ phận chính. Thì đây là cái bộ phận khán đài và cái sân đấu, nó dính vô nhau luôn các bạn. Và được làm bằng một cái loại nhựa mềm và rất là mỏng. Đây các bạn thấy ha. Giống như là nhựa chai nước suối vậy nè, nhưng mà nó có màu đục. Rồi, còn hai cái phần này là hai cái phần, anh tạm gọi là hai cái phần cầu tuột hoặc là hai cái cầu trượt xuất phát của những chiến binh Kuroba. Đó, thì hai cái phần này nó được làm bằng nhựa cứng nha các bạn. Và chúng ta sẽ lắp vào cái đấu trường như thế này. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ok, và chút nữa chúng ta sẽ để những nhân vật Kuroba ở đây. Rồi mình hất xuống. Whee! Hai bạn sẽ đụng vào nhau, phân biệt thắng thua. Thôi nhưng mà bây giờ mình gắn sticker trước đi. Ok, ở ngay chính giữa thì chúng ta có một cái logo Kuroba. Ở đây anh đã dán những cái sticker, những cái element của 5 chủng loại Kuroba khác nhau. Và ở trên đây là phần khán đài nha các bạn. À, những chỗ này là chúng ta có thể để những bạn Kuroba ngồi đây nè. Nhưng mà nào không thi đấu thì có thể ngồi trên khán đài để xem. Một chủng loại Kuroba sẽ có 3 nhân vật. Nào, ví dụ 2 nhân vật có thể để chồng lên nhau như thế này. Còn đây là những cái sticker hình của những leader của từng nhóm Kuroba nha. Đó, và anh đang sở hữu được bạn Pegaplan là leader của nhóm mộc luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ test cái đấu trường này cho hai đấu sĩ Kuroba đứng ở trên bục chuẩn bị. Và vì hiện tại thì bây giờ anh chỉ có hai đấu sĩ Kuroba thôi các bạn, cho nên là không ai làm khán giả. Mời đỡ mấy bạn Minecraft này vào đứng xem cho vui. Ủa, ai mời cái ông Creeper này vô vậy? Đang đấu nổ banh cái trường của ta luôn hả? Thế bằng Alex đi, cho nó an toàn. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ready? 1, 2, 3, bắt đầu! Wow! Test đấu trường thành công, hoạt động ngon lành luôn các bạn ơi! Yeah! Rồi các bạn ơi, và đúng ra thì cái game này chắc chắn là sẽ chơi với hai người rồi. Nhưng mà bây giờ trong lúc quay phim thì anh chưa có mời được thêm ai để chơi cùng. Thôi thì bây giờ thì anh vừa mới nghĩ ra được một cái cách mà anh có thể chơi với các bạn. Bây giờ anh khoai tay sẽ ngẫu nhiên điều chỉnh kéo búa bao cho hai bạn này, màu tím và màu xanh luôn. Rồi cho ba rồ ha, 5 lần như vậy. Và trước khi mỗi ba rồ thì các bạn hãy chọn là em tím hoặc là em xanh sẽ thắng. Và sau 5 lần như vậy thì các bạn hãy comment kết quả của mình ở bên dưới. Các bạn thấy sao? Được không? Được không? À, nhưng mà tất nhiên là cái cách chơi này nó đòi hỏi sao ta, cái sự trung thực của các bạn, không có chơi ăn gian đâu nha. Nếu như các bạn coi hết xong rồi biết kết quả trước hết rồi comment như vậy thì cũng được, nhưng mà nó đâu còn gì là vui đúng không? Với lại thắng hay thua thì cũng không có quan trọng nha các bạn, chỉ quan trọng là chúng ta vui thôi. Ok, những bạn nào muốn tham gia game thì hãy làm theo như anh. Các bạn hãy comment ở bên dưới là game 1 2 chấm tím hoặc xanh, game 2 tím hoặc xanh, game 3, game 4, game 5. Đã, và để xem là các bạn thắng được bao nhiêu game. À, nhưng mà trước tiên thì anh sẽ set up hai bạn này. Ok, các bạn đã comment kết quả dự đoán của mình chưa? Chuẩn bị nha, 1, 2, 3, wow! Game 1, màu xanh chiến thắng. Game 2, chuẩn bị, 1, 2, 3, wow! Bạn nào comment game 2 tím chiến thắng là đúng ha. Game 3, lần này mình đổi chỗ đi. Đấy, are you ready? 1, 2, 3! Ủa, sao kỳ vậy? Cái này cả hai bạn đều bị bung ra các bạn ơi. Ủa, anh nhớ rõ ràng là set cho một bạn thắng rồi mà. Ồ, cái này có thể là bị lỗi rồi. Ok, cái này không tính nha. Ok, game 3, rematch. 1, 2, 3, yes. Màu tím lại thắng nha các bạn ơi. Và đây là game 4. Đây đây, tím hay xanh ai sẽ thắng, các bạn dự đoán em nào. 1, 2, 3. Yeah, game 4, màu xanh chiến thắng. Và đây là game 5, game cuối cùng. Chúng ta đổi chỗ một lần nữa. Màu nào đây, không biết anh khoai tây đã chọn màu nào chiến thắng đây. 1, 2, 3.
đúng rồi. Yay. Lại là màu xanh nữa. Ok, kết quả dự đoán của các bạn là như thế nào? Hãy comment ở bên dưới cho anh được biết nhé. Nếu đúng trên 3 lần thì các bạn quá tuyệt vời và quá may mắn. Ừ, anh Khoai Tây ơi, em nghĩ là dòng đồ chơi Kuroba này sẽ làm thay đổi cả cục diện của hiệp hội quảnh tù xì trên toàn thế giới luôn á. Hả? Ủa, có cái hiệp hội quảnh tù xì nữa hả Cam Cam? Có nha anh. Ủa sao ai sáng lập ai đứng đầu vậy? Sao anh không biết gì hết trơn vậy? Em sáng lập, em đứng đầu luôn. Rồi thôi, hiểu rồi hả các bạn ha. Bớt đi Cam Cam, bớt đi. Ok các bạn ơi, các bạn nghĩ sao về dòng đồ chơi này? Hãy cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết. Còn riêng bản thân anh thì anh thấy quá sức là tuyệt vời, quá sức là thú vị. Hãng đồ chơi Playmates họ đã dựa vào một cái game rất là nổi tiếng trên thế giới, đó là game quảnh tù xì, để biến thành cả một cái hệ thống battle cho cái dòng đồ chơi mới của họ. Và rõ ràng là chơi rất là thú vị luôn. Trong tương lai thì anh Khoai Tây sẽ cố gắng siêu tầm thêm rất là nhiều những nhân vật nữa. Và có thể là anh sẽ rủ biệt đội DTMX cùng chơi cái game này ở trên kênh Toy Station Plus. Các bạn nhớ đón xem ha. Ok, như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt. Bye bye các bạn luôn nha.